Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ ban tầng 57.5 của Đài Sài Gòn TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Hàng trăm chuyến bay rỗng về Tân Sơn Nhất đón cách ra miền Trung và miền Bắc. Vào ngày 29 tháng Chạp, phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác 903 chuyến bay. Trong số này thì có 763 chuyến bay chở hành khách, 19 chuyến bay chở hàng hóa và 119 chuyến bay rỗng. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới đây. Dịp Tết nguyên đáng là thời điểm mà khách đi lại tăng cao. Các hãng phải bổ sung thêm nhiều chuyến bay đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của hành khách. Tuy nhiên, đặc thù của những ngày trước Tết đó là lượng khách chủ yếu bay từ Sài Gòn ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc về nhà đón Tết. Trong khi đó thì chiều ngược lại, từ các tỉnh miền Bắc vào thành phố Sài Gòn thì lại rất vắng khách, dẫn tới nhiều chuyến bay từ Hà Nội và các phi trường miền Bắc và Sài Gòn phải bay rỗng. Tình trạng này sẽ lặp lại với chiều Sài Gòn ra Hà Nội vào thời điểm sau Tết. Khi đó thì lượng người quay lại các tỉnh phía Nam làm việc lại tăng cao, buộc các hãng phải thực hiện nhiều chuyến bay rỗng từ Sài Gòn ra Hà Nội và các phi trường phía Bắc. Năm ngoái, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng, từ ngày mùng 5 cho đến mùng 9 Tết, thì đã có 399 chuyến bay rỗng cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất ra các phi trường của miền Bắc. Thông tin trong một bài báo trên Forbes cho biết rằng, nếu như có một chiếc máy bay thân hẹp từ tầm ngắn đến tầm trung, bay chuyến bay rỗng trên hành trình dài 1.000 dặm, thì hãng hàng không này sẽ mất khoảng là 30.000 bị kìm chi phí. Đây là khoản lỗ trực tiếp từ nhiên liệu, bảo trì, phí cất, hạ cánh và tiền lương, chưa kể một số chi phí khác của các hãng phải đối mặt. Từ con số đó thì dễ dàng thấy được khoảng chi phí không nhỏ mà các hãng bay Việt Nam bị mất khi thực hiện một chuyến bay rỗng với chặng bay dài giữa Hà Nội và Sài Gòn. Bắt giữ bà Trùm ở Bạc Liêu bán hơn 100 phụ nữ sang Trung Quốc Vào ngày 8 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bắt giam bị can Danh Thị Mau ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để điều tra về tội mua bán người. Báo Người Lao Động cho biết bà Mau, 52 tuổi, bị cáo buộc đã cùng với đồng bọn đưa hơn 100 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng, thu lợi bất chính hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Theo tin ban đầu, thì từ năm 2013, bà Mau đã cấu kết cùng với một số người tìm kiếm những người phụ nữ ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, ít học hoặc là đã ly dị, muốn sang Trung Quốc lấy chồng để mong đổi đời. Khi đạt được thỏa thuận thì tùy vào độ tuổi và ngoại hình của từng người, Gia đình những người phụ nữ lấy chồng Trung Quốc nêu trên sẽ được bà Mao chi cho từ 2.865 Mỹ Kim tới 6.140 Mỹ Kim, trong số tiền khoảng là 25.000 Mỹ Kim mà những người đàn ông của Trung Quốc mua vợ trả cho nhóm của bà Mao. Tiếp đó thì bà Mau đưa họ đến khu vực biên giới Việt Trung để đồng phạm đưa lậu sang Trung Quốc. Điều đáng nói là sau khi lấy chồng thì một số người phụ nữ bị chồng của người Trung Quốc đánh đập ngược đãi muốn trở về Việt Nam, gia đình của họ phải trả lại toàn bộ số tiền và các chi phí khác đã nhận của bà Mau trước đó. Hiện công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục mở rộng điều tra Trước đây thì hầu hết các đường dây bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, hoạt động mại dâm hoặc là làm vợ của đàn ông ở nông thôn thường nhắm vào các nạn nhân ở các tỉnh miền Bắc, song hiện nay đã lan rộng đến các tỉnh miền Tây. Một ông ở Lâm Đồng đã giết chết cha ruột vì bị đòi nợ 400 mỹ kim. Cầm dao sang nhà con trai đòi nợ rồi xảy ra cãi vã với con dâu. Một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng đã bị nghịch tử lấy dao đâm chết. Tờ báo Pháp luật vào hôm 8 tháng 2 dẫn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ ông Nông Văn Cảnh, 39 tuổi, đã điều tra về tội giết người. Nạn nhân chính là ông Nông Văn Hiến, 64 tuổi, là cha ruột của Nghi Can Cảnh, nhà ở cạnh nhau tại huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Tin ban đầu cho biết, ông Cảnh và vợ có mượn của ông Hiến 409 Mỹ Kim. Gần đây thì ông Hiến thường xuyên đến nhà con trai của mình để đòi tiền, tuy nhiên thì vợ chồng của ông Cảnh chưa có tiền để trả. Từ đây thì giữa ông Hiến và vợ chồng của ông Cảnh thường xuyên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 2, sau khi mà uống rượu, ông Hiến đã qua nhà vợ chồng của con trai nói chuyện nợ nần. Đang trong cảnh túng thiếu vì vừa xây nhà, trong lúc lời qua tiếng lại, giữa ông Hiến và con dâu đã xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, ông Hiến đã tác chị H. Thấy vợ bị đánh, anh Nông Văn Cảnh đã lấy dao đâm nhiều nhát khiến cho ông Hiến bị thương nặng. Nạn nhân được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng đã chết. Hãng xe điện Trung Quốc GAC Motor sắp xuất cản xe vào Việt Nam. Hãng xe điện nhà nước Trung Quốc GAC Motor International vừa chỉ định hãng phân phối Malaysia có tên là Tenchong Motor Holdings nhập cản và phân phối các phụ kiện và xe của hãng này tại Việt Nam. Hãng Tanton thông, thông báo tin này trong hồ sơ nộp đến cơ quan chứng khoán Malaysia. Theo thông báo, thì chi nhánh TC Services của Tan tại Việt Nam đã được GAC Motor International chỉ định thực hiện việc phân phối sản phẩm của hãng này tại thị trường Việt Nam. Hãng Malaysia cũng cho biết là hãng sẽ chỉ định các đại lý bán hàng độc lập và cung cấp dịch vụ sau bán theo hợp đồng 3 năm ký với công ty Trung Quốc. Trước GAC border một hãng xe điện khác của Trung Quốc là BYD cũng đang có kế hoạch xây dựng nhà máy và bán xe tại Việt Nam. Hãng BYD Auto có trụ sở chính tại Tây An, Trung Quốc cũng đang mở rộng sản xuất sang các nước khác gồm có Singapore, Nhật Bản và Âu Châu. Trang tin VN Express trích nguồn tin riêng cho biết là BYD sẽ bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bằng việc mở đại lý chính của hãng tại Hà Nội vào tháng 5 tới. Các sản phẩm bán ra ở phân khúc sedan và SUV. Tàu Metro số 1 Bến Thành và Suối Tiên sẽ chạy thử nghiệm liên tục trong dịp Tết Giáp Thìn. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Sài Gòn, để hoàn chỉnh các cuộc thử nghiệm của thiết bị hệ thống còn lại và tiến đến vận hành thương mại trong năm 2024 của tuyến Metro số 1 Bến Thành và Suối Tiên, nhà thầu Hitachi đã tranh thủ thời gian dừng việc hoàn thiện công tác lắp đặt để tiếp tục tăng cường công tác chạy thử nghiệm cho 17 đoàn tàu. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Sài Gòn cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 40 nhân sự phụ trách công tác thử nghiệm. Phần lớn là các chuyên gia đến từ Âu Châu và Nhật Bản sẽ chia làm các nhóm tham gia thực hiện cuộc thử nghiệm, cân chỉnh nội bộ các hệ thống như là hệ thống đầu máy toa xe, thông tin và tín hiệu. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, đoàn tàu đầu tiên của dự án Metro số 1 vận hành thử nghiệm đoạn trên cao dài 8 cây số sau 10 năm khởi công. Tiếp đó thì hồi cuối tháng 4 năm 2023, thì ban quản lý đường sắt đô thị Sài Gòn đã tiếp tục phối hợp với nhà thầu Hitachi chạy thử nghiệm tiếp đoàn tàu metro số 1 từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú với quãng đường dài là khoảng 12.3 cây số qua 8 nhà ga với 2.000 khách tham quan. Cho đến ngày 29 tháng 8, thì đoàn tàu Metro số 1 đến thành Suối Tiên lần đầu tiên chạy thử nghiệm toàn tuyến với chiều dài là 19.7 cây số. Ban quản lý đường sắt đô thị Sài Gòn hiện tại đã tiếp tục tổ chức chạy tuyến tàu đặc biệt đưa những người dân và những du khách ngắm nhìn thành phố trong những ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thêm một người đàn ông ở Sóc Trăng lãnh 3 năm rưỡi tù với cáo buộc chống phá nhà nước. Bị cáo danh Minh Quang 37 tuổi ở huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng vừa bị kết án 3 năm rưỡi tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng được trích dẫn trên báo dân Việt mới đây, ông Quang là chủ nhân của tài khoản Facebook Minh Quang bị quy kết chia sẻ 51 bài viết, hình ảnh có tính chất tiêu cực, tuyên truyền xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Ông Quang bị cho là lan truyền tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 và chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nhưng cáo trạng không thể nêu cụ thể là ông này đã lan truyền thông tin sai sự thật gì theo nhà chức trách hành vi của ông này vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của chính quyền tỉnh sóc trăng thậm chí là gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của chính quyền cộng sản cứ một hoặc hai tháng các báo ở việt nam lại ghi nhận một trường hợp bị bắt hoặc là đi tù với cáo buộc chống phá dù trên thực tế những người này chỉ lên tiếng về các vấn đề thời sự xã hội trên trang cá nhân